giờ ở ngoài nó xa quá mình không có ra kịp nữa các bạn. Mình ra kịp ra ngoài mình quay cho các bạn coi. Sóng nó quánh kìa, ốc nổi chưa. Để đi sẽ còn lòi rất là nhiều cọc cho nên mình cũng sẽ phải sáng mình đi sớm mình đi lại chỗ đó mình quay cho bạn xem cái cảnh bơi ngoài sóng đó các bạn. Rất là nguy hiểm nha. Tại vì cái bữa mình bơi ra trời ơi nó quánh cũng ghê lắm các bạn. Quánh chào ghê lắm. Thì cái chạy xe cuốc của mình đó, nó không phải là nó lên xuống giống như là cái ghe biển các bạn. Rồi thấy tài xế chạy gì chứ mà muốn gớt trứng ra ngoài luôn đó các bạn. Cái gì chứ không phải dễ đâu nha. Bạn thấy xong rồi nhập vô cái ghe đi thì xong rồi bạn thấy cỡ nào chưa. Chạy xí nó tới cái ngã này là vô được rồi các bạn. Đây là cái ngã này nè. Bạn nhìn thấy nó chào chào qua thục nữa bạn thấy không? Rồi hôm nay mình quay cho bạn xem cái cảnh này thì thôi rồi ốc nổi luôn rồi. Đúng rồi, nhìn nó quánh lên kìa. Nhìn kìa nó quánh cái xe nghiêng qua nghiêng lại các bạn. Ớn ăn chưa? Đấy, cái hòn ở ngay đối diện phía trong kia đó là hình như là hòn tre quá. À không phải các bạn, hòn tre còn lúc ở trong kia, hòn tre lúc trong kia. Đó hình như là hòn sơn hay sao á. Ủa ơi, ở ngăn chưa kìa, nhìn kìa. Cái này mà mình ở ngoài quay một cái cho các bạn xem đã con mắt luôn. Rồi gần này cho nó rõ một tí, các bạn xa quá nó bị mờ. Rồi thấy tài xế bơi gì chơi chừng gì nó lọt ra ngoài hết rồi đó các bạn. Không dễ ăn đâu các bạn ơi. Mình cái chẹt mình đi còn biết rồi, đi hai con đó, nó khẩm dữ lắm khẩm. Bởi cái đó mà xe mà chết máy bắt tử một cái là thôi rồi không biết chuyện gì xảy ra luôn á. Ôi hồi hộp bây giờ luôn á các bạn. Kìa tài xế kêu gì rồi, gọi cái vụ gì rồi, sao đơ rồi. Ừ, tới cái miệng vô rồi kỳ vậy, gọi sao tài xế nhảy xuống rồi. Trời vụ gì vậy, chết rồi. Trời ơi cái gì vậy. Tài xế lăn xăng hết trơn rồi. Kìa, nó máy được rồi. Chết rồi, cái gì vậy? Cái gì rồi? Trời ơi, nghiêng rồi. Trời ơi, rồi, chìm rồi. Trời ơi. Chết rồi các bạn ơi. Chìm rồi, trời ơi. Rồi. Thiệt tình chứ. Ra sóng quá mà không chịu ve chứ lại mà đi bường ra luôn trời. Tới cái họng vô rồi đó. Chết rồi. Bơi nãy giờ tới cái họng vô rồi các bạn. Chết rồi. Chìm rồi.
tình chứ. Trời ơi trời, còn có mấy mét nó vô cái họng rồi các bạn. Ôi là trời, xong phim luôn. Rồi, thiệt là tình luôn. Trời ơi trời, chết rồi, ngập luôn rồi. Rồi đi ra thấy xong quá mà không chịu ve vô, mà trời ơi xong rồi. Rồi để mình tìm cái phương tiện nhường đi ra vào đó, quay cho cả nhà xem hiện trường nha. Đợi chứ con xô bê lên các bạn, con xô bê lên gần tới rồi kìa, xô bê lên gần tới các bạn. Nước biển gồng các bạn, nổ máy được là còn cứu được các bạn. Cái này nước biển chưa đứng lớn đâu, nước biển này còn lớn nữa các bạn, còn lớn khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa mới gồng. Trời ơi trời, chết luôn rồi các bạn ơi, nhìn chiếc xe mà nó xót ruột, nó đau lòng nữa. Thiệt tình. Cái này thì miễn sao nước biển không vô máy được là ok nha các bạn, là đợi nó rồng xuống rồi nổ máy thôi các bạn. Quá rồi. Rồi ok các bạn, bây giờ hiện trường thì các bạn đã thấy như vậy rồi ha, thì thôi để Thái Dương TV sẽ kết thúc video ở đây, để coi sắp xếp tiếp anh em một cái, rồi TV sẽ xem cái phương án giải cứu như thế nào, rồi sẽ thấy cho các bạn, sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha, chia sẻ tiếp cho các bạn xem. Tại vì cái này thì Thái Dương TV sẽ đi ra ứng cứu nha các bạn. Thì để xem, chắc có thể là khả năng là lấy cái chạc này cứu nè. Phương án cứu là mình nghĩ trước tiên là mình sẽ bơm nước cho cái chạc này nó chìm có mũi xuống các bạn. Rồi khi mà nước nó ròng rồi đó thì sẽ nổ máy cái xe này và sẽ tìm cách để kích bò nó lên. Đó, đơn giản là vậy. Đây nước biển này ròng xuống là nó thấp xuống cũng cả mét trên mét đó các bạn. Đấy, bây giờ đang vận chuyển tất cả ba cái đồ qua thôi, mình đi lại mình lấy đồ tiếp anh em cái nha các bạn. Rồi rất cảm ơn các bạn đã xem video của Thái Dương TV chia sẻ. Thái Dương TV sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp các bạn ở những video mới tiếp theo của Thái Dương TV nha.